trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim sâu sắc. Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Nhớ về người nguyễn phú trọng, người anh hùng trong thời đại mới, nhớ về người, người làm giảng danh cho dân tộc Việt Nam. Giản dị thanh cao giữa cuộc sống đời thường, gương sáng rạng soi con đường lẽ phải, cho nhân dân ngọn lửa niềm tin sáng ngời. Ngọn lửa mang tên người, ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa mang tên người rực hồng chân lý. Việt Nam ta nay rạng rỡ cờ đồ, công ơn người tạc mãi trong lòng dân. Nghĩ về người nguyên phú trọng, lòng con kính nhớ. Mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu, dẫu những nỗi đau tình anh em đồng chí, để chân lý niềm tin sáng mãi muôn đời. Nhớ về người nguyễn phú trọng, người anh hùng trong thời đại mới, nhớ về người, người làm giảng danh cho dân tộc Việt Nam. Giản dị thanh cao giữa cuộc sống đời thường, gương sáng rạng soi con đường lẽ phải, cho nhân dân ngọn lửa niềm tin sáng ngời. Ngọn lửa mang tên người, ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa mang tên người rực hồng chân lý. Việt Nam ta nay rạng rỡ cờ đồ, công ơn người tạc mãi trong lòng dân. Trọng lòng con kính nhớ, mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu, dẫu những nỗi đau tình anh em đồng chí, để chân lý niềm tin sáng mãi muôn đời. Nghĩ về người nguyên phú trọng, lòng con kính nhớ, mái tóc bạc phơ và nụ cười hiền hậu, dẫu những nỗi đau tình anh em đồng chí, để chân lý niềm